Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 9. Hội nghị thường trực Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước. Quảng Nam thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế xã hội với tỉnh Sê Công Lào. Mỹ vượt kỷ lục thảm họa thiên tai trong năm nay. Thưa quý vị, sáng qua đoàn công tác tỉnh Sê Công do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Lít Lây Sĩ Vi Lây làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nhiều vấn đề quan trọng về hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã hợp tác thỏa thuận giữa hai tỉnh trong thời gian qua và triển khai chương trình hành động cụ thể trong thời gian đến. Theo đó, trong những năm qua, hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện tốt nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào. Hoạt động hợp tác giao lưu giữa các ngành, địa phương hai tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, diễn ra sôi nổi. Nhiều hoạt động thăm, trao đổi đoàn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giao lưu thể thao, văn hóa, hỗ trợ trang thiết bị, phục vụ công tác, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm triển khai thực hiện. Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Sê Công tổ chức nhiều đợt tiếp xúc gặp gỡ doanh nghiệp hai bên nhằm xúc tiến kêu gọi đầu tư vào tỉnh Sê Công. Hiện nay có công ty cổ phần ô tô Chu Lai Trường Hải của Quảng Nam đang đầu tư mạnh vào khu vực Nam Lào, trong đó có tỉnh Sê Công. Hai bên tập trung thảo luận việc phối hợp triển khai thực hiện công trình đường dây điện cao thế ở khu vực biên giới huyện Nam Giang kết nối với phía huyện Đắc Chưng từ nhà máy thủy điện Nam Y Môn Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Thảo luận về công tác quản lý cửa khẩu, công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tọ. Lãnh đạo hai tỉnh thảo luận thống nhất nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề quan trọng trên và cho rằng đây là động lực để hợp tác cùng phát triển, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Sê Công và tỉnh Quảng Nam. Nhân chuyến công tác tại Quảng Nam chiều qua, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Lít Lây Sĩ Vi Lây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công dẫn đầu có buổi thăm và làm việc tại khu công nghiệp Thaco Chu Lai. Đại diện Thaco đã đón tiếp và thông tin với đoàn một số nội dung cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của khu công nghiệp Thaco, chiến lược đầu tư cũng như các hoạt động hợp tác kết nối xây dựng thương hiệu trong nước và quốc tế. Thời gian qua, Thaco đã mở rộng đầu tư phát triển khu liên hiệp, nông, lâm nghiệp, điện lưới, hệ thống thủy lợi, máy móc thiết bị và cơ giới hóa tại các tỉnh Sê Công, Atapu với quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ bao gồm trồng cây ăn trái, cây công, lâm nghiệp, chăn nuôi bò. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Champa Sắc, tập đoàn Thaco Agri đã tham dự chương trình kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam-Lào-Thái Lan do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế phối hợp tổ chức. Trong năm nay, Thaco sẽ đầu tư dự án tại tỉnh Sê Công, trong đó chú trọng mô hình cây ăn trái, đảm bảo quy mô liên kết chuỗi giá trị cung ứng tại khu vực Nam-Lào. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Thaco mong muốn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm và tạo điều kiện từ phía tỉnh Sê Công thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lít Lây Sĩ Vi Lây bày tỏ vui mừng khi Sê Công được Thaco chọn là nơi để tiếp tục đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp. Đồng thời cho biết địa phương sẽ tạo mọi điều kiện cần thiết giúp Thaco đầu tư dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời mong muốn Thaco chú trọng mở rộng triển khai các dự án đầu tư mạnh mẽ, đa dạng như hoạt động đầu tư tại các tỉnh Nam Lào thời gian qua. Đồng thời mong muốn các dự án đầu tư tại Sê Công sớm được triển khai, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương thời gian tới. Tiếp tục chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, chiều qua Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cùng các đồng chí thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân có buổi làm việc với các sở ban ngành liên quan về các nội dung sẽ trình tại kỳ họp. Ngoài việc đánh giá tình hình thu chi ngân sách trong năm, buổi làm việc còn nghe góp ý và hoàn chỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý điều hành của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Cuộc làm việc đã nghe và phân tích các báo cáo
về tình hình thực hiện kết quả giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 9 năm 2023 tỉnh Quảng Nam, dự thảo quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan tổ chức, phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 26 luật quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. Dự thảo quy định mức thu nộp quản lý sử dụng đối với một số loại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đề nghị ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức thu quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, tổng hợp giải trình tiếp thu của các cơ quan liên quan. Trên cơ sở góp ý đề xuất của các sở ban ngành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường yêu cầu các sở chuyên ngành phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung vừa thảo luận, có đánh giá cụ thể tình hình thực tế, tham mưu thêm về giải pháp đưa vào chương trình nghị sự của kỳ họp tới. Sáng qua, đoàn giám sát số 1052 tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phan Thái Bình, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phó trưởng đoàn thường trực, đại tá Lê Văn Hải, đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 5, phó trưởng đoàn giám sát đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đoàn giám sát số 1052 đã công bố quyết định thành phần đoàn giám sát, triển khai kế hoạch thống nhất lịch làm việc đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết số 28 ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình hành động số 30 ngày 3 tháng 9 năm 2014 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đoàn sẽ tiến hành khảo sát Đảng ủy quân sự, 9 huyện, thị xã, thành phố, gồm Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tây Giang, Đại Lộc và Đảng ủy 6 đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thời gian từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Phượng ở thành phố Hội An, Sở Y tế Quảng Nam cho biết tính đến ngày 14 tháng 9 có tổng số 141 người bị ngộ độc, trong đó 33 người nước ngoài. Hiện nay, đa số các bệnh nhân đang điều trị cơ bản ổn định. Đến sáng qua đã có 32 ca xuất viện. Sở Y tế và các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho nhiều người. Phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ bác sĩ Mai Văn Mười về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, đã 2 ngày trôi qua xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 trên địa bàn thành phố Hội An. Vậy ông cho biết tình hình bệnh nhân hiện nay như thế nào cũng như công tác hỗ trợ điều trị về mặt chuyên môn của Sở Y tế đối với cơ sở hiện nay đang tiếp nhận điều trị các bệnh nhân đó? Đến bây giờ thì các ca bệnh đã được ổn định, chưa có ca nào chuyển biến nặng và tử vong. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã kịp thời sơ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Về các cái biện pháp mà đã triển khai, Sở Y tế đã chỉ đạo cho Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm phối hợp với các cái đơn vị điều tra nguyên nhân, lấy mẫu gửi bệnh viện Phát triển Gia Tăng để kiểm nghiệm. Yêu cầu hộ kinh doanh của bánh mì Phượng 2 tạm dừng hoạt động chế biến kinh doanh để phục vụ cho công tác điều tra cho đến khi có kết quả của cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn nhanh chóng rà soát, thu dung điều trị các cái bệnh nghi bị ngộ độc này để kịp thời cấp cứu, xử lý tốt cho bệnh nhân. Vậy về phía ngành chuyên môn, bác sĩ có khuyến cáo gì đối với người dân không ạ? Đối với người dân thì để chủ động trong cái phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, mỗi người dân chúng ta hay là người tiêu dùng thông thái, tích cực nghiên cứu để bổ sung cái kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng cái thực phẩm không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp mà xuất hiện các cái triệu chứng
ngộ độc như là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài nhiều lần thì cần phải đến ngay cái cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Xin cảm ơn bác sĩ Mai Văn Mười đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tam Kỳ vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 8 đối tượng gồm Huỳnh Đức Linh, Nguyễn Quang Tây, Trần Nguyên Bảo, Nguyễn Văn Lĩnh, Trần Ngọc Anh Quân, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Thành An và Đào Viết Nhật để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước giữa Huỳnh Đức Linh, sinh năm 1996, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, với Hồ Văn Hùng, sinh năm 1995, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2023, nhóm của Linh gồm 20 người đi trên 2 xe ô tô, mang theo hung khí gồm dao, kiếm, tìm Hùng để đánh, giải quyết mâu thuẫn. Đến 2 giờ sáng ngày 5 tháng 6 khi phát hiện Hùng và một người khác đi taxi đến quán Tháp Bia trên đường Lý Thường Kiệt, thì nhóm đối tượng Linh, Tây, Nam, Bảo, Đông, Quân, An, Lĩnh và Nhật và các đối tượng khác dùng dao đuổi đánh chém Hùng nhiều nhát. Sau khi chém Hùng xong, cả nhóm cầm hung khí chạy ra ngoài, tiếp tục cầm theo dao, kiếm, đuổi đánh những người mà các đối tượng cho là bạn của Hùng, gây náo loạn trên đường Lý Thường Kiệt. Sau đó nhóm của Linh lên 2 xe ô tô bỏ chạy về hướng huyện Tiên Phước, giấu hung khí rồi giải tán. Giám định tỷ lệ thương tích trên cơ thể của Hồ Văn Hùng là 15%, vụ việc đang được điều tra mở rộng. Thưa quý vị, sáng qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thường trực Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trước khi vào hội nghị, các đại biểu đã dành phút mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong và mất tích do lũ ống lũ quét tại Lào Cai những ngày vừa qua. Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến hết năm 2022, Việt Nam còn khoảng 478 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đạt 580.490 tỷ đồng, bằng 53,7% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 18.195 tỷ đồng, bằng 56,7% kế hoạch năm và bằng 89% so với cùng kỳ. Tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 33.828 tỷ đồng, bằng 90,4% và tăng 1% so với cùng kỳ. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng biểu dương cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng đã nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục nỗ lực vươn lên góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng lưu ý, hiện cả nước có gần 680 doanh nghiệp nhà nước, nắm lượng tài sản hơn 3,8 triệu tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước đầu tư gần 1,7 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, với vai trò tiên phong nòng cốt và nắm giữ nhiều nguồn lực nhất, doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thể hiện tốt, vì thế vai trò của mình chưa thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Do đó, Thủ tướng yêu cầu hội nghị tập trung đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, những kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân của hạn chế yếu kém gây cản trở quá trình phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời cũng thông qua hội nghị, Chính phủ và các bộ ngành, địa phương lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp mà tập trung cho công nghiệp chế biến, chế tạo. Sau thảm kịch cháy chung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng, Bộ Công an đã có công điện gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng Công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Bộ Công an đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý tình huống cháy nổ một cách nhanh chóng và giảm thiểu thương vong về người và tài sản, đặc biệt đối với những ngôi nhà ở đông người như chung cư mini và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Lãnh đạo Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công điện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của các địa phương trước lãnh đạo Bộ Công an. Theo cập nhật của Văn phòng Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến 18 giờ ngày 13 tháng 9,
mưa lũ đã làm 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 5 người bị thương trên địa bàn tỉnh. Ước giá trị thiệt hại ban đầu về kinh tế lên tới hơn 255 tỷ đồng, trong đó riêng thị xã Sapa khoảng 250 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ đã gây thiệt hại hàng trăm hecta hoa màu, cây ăn quả và 61 trại chăn nuôi của người dân. Mưa lũ làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, nhà văn hóa và làm hỏng đường dây điện, hư hại sạt lở quốc lộ và nhiều đoạn đường. Tỉnh Lào Cai đang gấp rút chỉ đạo công tác tìm kiếm người bị mất tích, khắc phục thiệt hại. Thưa quý vị, làng Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên được mệnh danh là thủ phủ của đồ chơi trung thu truyền thống. Mỗi năm cứ đến dịp trung thu, người dân nơi đây lại tất bật sản xuất những món đồ chơi vốn đã gắn liền với tuổi thơ ấu của bao thế hệ trẻ em Việt Nam. Những ngày này, gia đình ông Vũ Huy Đông, xã Liêu Xá, phải huy động thêm người làm để kịp giao các mặt hàng đồ chơi truyền thống cho khách hàng. Với mẫu mã đẹp cộng với ưu điểm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nên những năm trở lại đây, những mặt hàng trung thu truyền thống ở làng Ông Hảo lại lên ngôi và luôn trong tình trạng cháy hàng. Đối với trong ngoài xã hội thì nó có rất nhiều cái mặt hàng cho các em thiếu nhi, đồ ngoại có rồi, cái ngoại rồi các đồ nhựa, các đồ khác đều có. Nhưng để bảo tồn được cái đồ chơi trung thu này, nó mang mấy cái tính chất. Cái tính chất này là bảo tồn được cái đồ chơi dân gian của Việt Nam mình. Cái thứ hai là mang tính chất là rẻ tiền. Nếu với kinh phí mà nói, người ta đi chợ ta mang 100, người ta mua đồ chơi cho các cháu. Nhưng mà cái đồ chơi khác thì phải mang nhiều tiền hơn. Nghề làm đồ chơi truyền thống làng Ông Hảo tồn tại và phát triển trên 40 năm. Ngoài mặt hàng như mặt nạ, đầu sư tử, thì nghề làm trống trung thu ở đây cũng rất phát triển và được coi là nghề chính của nhiều gia đình. Thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục khuyến khích, động viên các hộ gia đình giữ vững và phát triển nghề truyền thống của ông cha để lại và truyền kinh nghiệm cho các thế hệ sau, để bảo tồn giá trị văn hóa dân gian của làng quê, để mỗi mùa trung thu những sản phẩm truyền thống của làng Ông Hảo được đi đến muôn nơi. Một mùa trung thu nữa lại về, những người dân ở làng Ông Hảo vẫn cần mẫn để làm ra những món đồ chơi dân gian mang đậm nét văn hóa của người Việt. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, những món đồ chơi dân gian từ ngôi làng nhỏ sẽ mang đến cho mọi người, mọi nhà một Tết trung thu đầm ấm, yêu thương. Thưa quý vị, những ngày gần đây, bệnh đau mắt đỏ đang có dấu hiệu gia tăng nhanh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, nguy cơ bùng phát dịch, đặc biệt là tại các trường học. Điều này gây tâm lý lo lắng cho người dân, nhất là khi các em học sinh đã bước vào năm học mới. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Tại Bệnh viện Mắt Quảng Nam, trong vòng hơn một tuần này, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng lên rất nhiều lần so với trước đây. Nếu như thông thường, số bệnh nhân đau mắt đỏ chỉ chiếm khoảng từ 5 đến 10% một ngày, có ngày không có ca nào, thì từ giữa tháng 8 đến nay, tỷ lệ này đã tăng lên gấp 2 đến 3 lần một ngày, thậm chí có ngày lên đến gấp 10 lần trước kia, trong đó chủ yếu là trẻ mầm non và tiểu học. Trong những ngày vừa qua, và đặc biệt là bắt đầu từ cái tuần này, tới đến bây giờ thì đặc biệt đối với bệnh đau mắt đỏ thì có cái xu hướng tăng. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trung bình có khoảng 20 đến 30 ca. So với trước đây thì cái lượng bệnh này thì cỡ khoảng 5-6 ca, thì cho thấy cái tình hình nó đang tương đối đột biến. Đối tượng chủ yếu là gặp ở trẻ nhỏ, người lớn cũng có, nhưng mà cái số lượng người lớn thì ít hơn. Đặc biệt từ lúc tự trường đến nay, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ ghi nhận số học sinh đau mắt đỏ tăng nhanh đột biến. Có trường hầu như lớp nào cũng có học sinh bị đau mắt đỏ. Các bác sĩ cảnh báo bệnh có thể lây lan thành dịch, nhất là tại các trường học, khi trẻ giao lưu tiếp xúc với bạn bè nhiều nhưng không cách ly điều trị trẻ bệnh kịp thời. Hiện nay như trường tiểu học Nguyễn Hiền chúng ta thì hiện nay có 104 em trên 950 học sinh là bị đau mắt đỏ. Thì nhà trường cũng theo cái hướng dẫn, sự chỉ đạo của phòng giáo dục, của y tế thành phố, của y tế địa phương, thì trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh cũng làm công tác tuyên truyền, trước hết là làm công tác tuyên truyền cho các em nắm rõ được cái tác hại của việc đau mắt đỏ, và cái biện pháp chính của nhà trường là tuyên truyền là chính,
Thứ hai là hướng dẫn các em trong các vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh tay, mắt, mũi, họng, súc họng bằng rửa mắt bằng muối sinh lý hoặc là các cái loại thuốc mà theo hướng dẫn của y tế, rồi phối hợp với phụ huynh hướng dẫn các em là không dùng chung các đồ dùng cá nhân hoặc là những một số cái nội dung liên quan đến vệ sinh thân thể của các em. Thì chính vì vậy mà những trong thời gian qua thì nhà trường cũng hạn chế, cũng có vấn đề đau mắt đỏ cũng có tiến triển, nhưng mà qua cái áp dụng những cái biện pháp tuyên truyền đó thì một số em hiện nay cũng khắc phục được cái nội dung đó, và số học sinh thì hiện nay cũng giảm dần, và phụ huynh cũng phối hợp rất là chặt chẽ trong các công tác phòng chống bệnh đau mắt đỏ của nhà trường. Không chỉ bệnh viện, các nhà thuốc tư nhân cũng ghi nhận tình trạng người dân đi mua thuốc nhỏ mắt và kháng sinh để điều trị đau mắt đỏ tăng cao. Thậm chí, nhiều người chưa bị nhưng vẫn có tâm lý mua để đề phòng khi hay tin các tỉnh phía Nam khan hiếm thuốc nhỏ mắt do dịch lây lan. Bé đi học qua tuần thứ hai là bắt đầu là khi tối là thấy có triệu chứng ghèn. Sáng thì vẫn đi học bình thường nhưng mà bán trú cho nên cô cháu đón về. Để phòng tránh lây lan cần hạn chế để trẻ dụi tay vào mắt, mũi, miệng, cũng như phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, dùng riêng đồ dùng cá nhân, hạn chế đi bơi trong giai đoạn dịch bệnh, mang mắt kính che bụi khi ra đường, thường xuyên rửa mắt với dung dịch nước muối sinh lý 3 lần mỗi ngày. Đặc biệt, người có các dấu hiệu đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị để tránh các biến chứng nặng có thể xảy ra. Và vì bệnh đau mắt đỏ hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu, nên vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng bệnh của mỗi người. Chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, khả năng trong năm nay, Mỹ phải hứng chịu khoảng 23 đợt thiên tai. Mỗi thiên tai gây thiệt hại ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ, vượt qua kỷ lục năm trước là 22 thảm họa thời tiết. Dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho thấy các thảm họa tại Mỹ đã gây thiệt hại lên tới hàng tỷ USD trong năm nay. Trong đó thống kê khoảng 253 trường hợp tử vong, thiệt hại 57,6 tỷ USD. Tuy nhiên, thống kê mức thiệt hại về người và tài sản này chưa bao gồm bão Adalia. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vẫn đang tiếp tục phân tích các sự kiện khác, bao gồm hạn hán ở miền Nam và Trung Tây, cũng như là cơn bão nhiệt đới Hillary. Tổng chi phí chi trả cho thảm họa thiên tai trong năm 2023 chỉ xếp sau năm 2017. Thảm họa thiên tai đã gây thiệt hại kỷ lục nhất ở Mỹ lên tới 383 tỷ USD. Điển hình là mùa cháy rừng tàn khốc ở California và các cơn bão lớn như là Harvey, Irma và Maria tấn công nước Mỹ chỉ trong một tháng. Giới chức y tế Nhật Bản mới đây đã thông báo về sự xuất hiện của làn sóng COVID thứ 9 tại nước này khi các bệnh viện trên cả nước báo cáo số lượng bệnh nhân mắc mới cao nhất kể từ khi diễn biến dịch thuyên giảm vào tháng 5. Theo báo cáo từ khoảng 5.000 cơ sở y tế trên toàn quốc, trung bình số bệnh nhân mắc COVID-19 trong tuần là 20,5 người tại mỗi cơ sở y tế. Đây là số ca mắc mới COVID-19 cao nhất ở Nhật Bản kể từ khi nước này hạ mức độ nghiêm trọng của COVID-19 xuống mức 5, đó là mức thấp nhất trên hệ thống 5 bậc theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản, ngang với cúm mùa. Trước đó, phát biểu tại Osaka, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cũng khẳng định đang diễn ra làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 9. Quan chức này kêu gọi mọi người thận trọng do chưa có dấu hiệu đợt lây lan hiện nay đã đạt đỉnh. Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc công bố ngày hôm qua cho biết, cho đến nay vẫn còn tới 1/3 dân số thế giới chưa được tiếp cận với mạng Internet. Cụ thể, theo báo cáo của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, cơ quan của Liên Hợp Quốc về Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đến nay đã có 67% dân số thế giới, tương đương 5,4 tỷ người, đã tiếp cận được mạng Internet. Tuy nhiên, vẫn còn đến 2,6 tỷ người còn lại vẫn chưa được tiếp cận công nghệ này. Tổng thư ký ITU đánh giá, sự cải thiện về kết nối Internet là một bước đi đúng hướng trong nỗ lực bao phủ Internet toàn cầu. Tuy nhiên, theo những ước tính mới nhất, rõ ràng mức tăng trưởng hai con số về khả năng kết nối ghi nhận ở đỉnh điểm đại dịch COVID-19 đã không kéo dài được lâu. Báo cáo của ITU nêu rõ rằng, những xu hướng hiện tại là không đủ mạnh để đảm bảo rằng thế giới hoàn toàn mục tiêu kết nối toàn cầu năm 2030. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin có trong một điểm báo.
Khoác chiếc áo cũ và chật chội, quốc lộ 14D địa phận huyện Nam Giang dễ bị tổn thương khi xe tải nặng lưu thông. Do vậy, việc cải tạo mở rộng trục ngang chiến lược nêu trên cần sớm được thực hiện. Bài viết của Công Tú trên trang 12 thông tin chi tiết. Từ năm 2000, dự án thi công quốc lộ 14D được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt với gần 500 tỷ đồng. Công trình thi công tới năm 2005 mới xong. Để ngày 21 tháng 2 năm 2006, Quảng Nam và Sekong, Lào chính thức khai trương cửa khẩu Đắc Ốc, nay là cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tuy nhiên, kết cấu mặt đường quốc lộ 14D vốn chịu tải trọng thấp, chật hẹp, thời gian khai thác đã lâu và do tác động cực đoan của thiên tai nên xuống cấp nhanh, không thể đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa của trục đường liên vận quốc tế hiện nay. Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 14B. Đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị quan tâm xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 14D vào danh mục các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài để nâng cấp cải tạo các tuyến quốc lộ kết nối với Lào. Nghệ nhân là danh hiệu thể hiện sự tôn vinh của nhà nước dành cho người có nhiều đóng góp với nghề, đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy và truyền dạy nghề. Dù vậy, xung quanh việc công nhận danh hiệu và cơ chế hỗ trợ nghệ nhân vẫn còn nhiều nỗi niềm. Đây là nội dung bài viết của tác giả Vĩnh Lộc trên trang 9. Thực tế, với những quy định hiện hành, để đạt danh hiệu nghệ nhân không hề đơn giản. Riêng với những nghệ nhân ưu tú hay nghệ nhân nhân dân còn khó khăn hơn, đôi khi phấn đấu cả đời làm nghề. Nhưng khi phấn đấu đạt được danh hiệu, nghệ nhân vẫn không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Quảng Nam thừa nhận nguyên nhân vướng bởi những quy định hiện hành. Hiệp hội cũng đã đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho nghệ nhân để họ có động lực và trách nhiệm hơn với nghề. Ban đầu tỉnh đồng ý hỗ trợ bảo hiểm y tế cho mỗi nghệ nhân thời hạn 3 năm. Nhưng khi đối chiếu quy định của nhà nước, Sở Lao động Thương binh và Xã hội không đồng ý vì đối tượng được cấp bảo hiểm y tế phải có thu nhập dưới 1,8 triệu đồng một tháng. Nên cuối cùng không ai được gì. Vì vậy, các nghệ nhân không làm hồ sơ, ông Tiếp cho biết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 93%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 93%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 93%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 73 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng, lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Prao, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng, lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%, gió nhẹ.
Đến đây thời lượng dành cho chương trình Thông tin Ngày Mới đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào, tạm biệt.